mấy cây cứu được không? Cái này bị rất là nặng rồi, khả năng chết là gần như là rất là cao khi chết. Này cứu cây bị xì mũ nặng luôn, xì mũ nặng, cây tơ bị xì mũ rồi. Thank you.
đâu. Đang đi cứu cây bị xì mổ. Cũng bắp hay vậy? Chứ của ai? Cây bị cây nhỏ xíu hôm bữa. Thôi về đi chứ để tối nhiều à, không hay đã thấy nhiều à. Mày nói với em nói đi, anh làm chút xíu. Ừ. Chào cho xong ông quét hết. Nói là không làm lấy gì ăn bạn ơi. Đúng rồi, thời này phải làm giờ có mấy cây sầu riêng thì phải gán mà chăm nó giờ. Chứ làm sao giờ. Không làm nó chìm nó mà xoay. Hả? Thì bạn còn có đi làm, có thu nhập hàng tháng. Còn ở đây chỉ có mấy cây này thôi. Mấy bạn đã dành cho năm lấy con lần à, còn nuôi vợ đó, không phải vợ thất nghiệp ở nhà. Năm gom lần rồi. Để chờ ở nhà đi, hồi vô. Vậy chưa? Chưa. Mấy giờ đây? 4:30 con cái gì chưa? 4:30 giờ rồi. Thôi ở giờ đi luôn. Về tắm đi. Chút xíu nữa. Chắc phải bóp thì gửi chứ phải bạch hoàng phải cộng thêm cho cả tiếng đó các bạn ơi. Khánh giận quá, Khánh đi để coi quá nhiều, để quá nhiều lặng hết sao coi được. Coi khác. Có thằng Tân đi không? Tân chạy về, đi đang trong vợ đấy, hồi về lên. Dữ vậy. Dữ vậy. Cao láng o luôn. Cả láng o luôn. Chỉ còn thiếu cái tàn bào của mấy ông thợ mộc có biết không? Bên kia mua bêu quá phổi rồi sơn luôn. Đúng rồi, tao tính làm vậy đó. Láng o luôn vậy. Bây giờ một là nó sống hay nó chết. Rồi đó. Nó còn không đi nữa. Thấy gửi tin nhắn không? Chứ con hay vậy á, nó giận mày rồi. Chẳng ta chuyện nội. Nó nói mày nhiều chuyện, nó giận rồi. Tao làm gì nó giận không mày? Dạ, chơi lớn nè, chạy vô rước liền, cho tới nhà kiếm. Thôi, mệt lắm. Đủ 100 lần như một cái đó. Vậy đó, đủ vậy đó, nhẹ vậy đó thôi. Thôi nha, tao đang quay á, ngồi vô tiếng, tao quay. Người ta qua người ta đăng video nha, hồi có tiếng gắn chịu nha. Rồi, bây giờ thì mình chuẩn bị quét thuốc thôi. Em quay hết 20 phút rồi đó mình. Rồi về em tắt tiếng rồi tua nhanh. Được không? Được. Anh làm hả? Tua nhanh rồi, rồi em lồng tiếng cho. Anh làm hả? Em làm. Thì nó biết làm đâu. Cái gì? Nằm võng mà nghe tiếng xào riêng rụng bịch bịch đã ghê. Vãi trưởng.
đã hơn nội ta. Bây giờ có nước ở giờ đi luôn á. Đó. Đi đi. Ờ, tôi nói vậy nó bóng lón luôn rồi. Cái cạo cái đó mặt ngoài thôi, quét thuốc vô mới được cha nội ơi, chứ không phải ấy hết da đâu. Giờ là biết mấy cái cây này là cái phương án cuối cùng rồi đó. Chích rồi đổ thuốc đồ dữ dữ lắm rồi đó. Thôi bạn Khánh làm như bạn Khánh bự lắm vậy á. Bữa tôi thấy con diều ma tao bán còn bự hơn bạn Khánh rồi, uống gì mấy con diều khác. Hồi đó ở trên Hóc Môn á, ra đồng diều á, coi á. Ôi trời ơi, mấy con diều nó bự. Rồi. Được rồi. Em quay tới pha thuốc chết các bạn ơi, quay hết 20 phút rồi đó. Có quá nào, mấy gầm mắt ở trên này. Được không mình? Được, ngọt dũng luôn rồi. Đây, tới pha thuốc nha. Pha thuốc nè, vậy nè. Họ làm ca đem theo cho bạn Khánh. Làm ca phải cho Khánh uống. Bỏ sữa rồi vô. Bỏ đá rồi vô cho Khánh ha. Giống chị Tin không? Khánh ở nhà make up rồi sẵn đi. Tắm rồi make up rồi sẵn đi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Thôi ta mệt lắm ta không đi đâu. Hay là mình ở trên giường rồi mình đi luôn mình. Mình ở giờ quá không biết mấy bạn có xa lánh mình không. Còn làm nó về được rồi. Thì lên là như đây thôi đó. Bán quá. Nhưng rồi quậy thuốc đổ gốc nó đùng 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 luôn, đổ đùng 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 với luôn. Khánh nói gì á? Chuyện tôi biết xịt thuốc, biết xịt sao nó đói đâu xịt thuốc. Dễ nhạt. Pha vô hen, lấy cần hen quá bật thiệt cơ mạnh lên, bật pha lên cho tao lại quơ. Tao đang video á nha. Nói vậy. Xịt thuốc. Nén mạnh lên tao, nén giữ lên. Phà gì đó quơ. Là xong liền. Miễn sao thuốc trong bình nó hết là được rồi.
Khánh ho quá rồi đó. HIV thời kỳ cuối. Trời ơi, nó nói là baby gel nha, nói cái gì vậy trời. Quá đi tiền.